bài giảng của Mục sư Khôi hôm nay là trong Phục Truyền đoạn 5 câu 11, và câu này cũng là câu gốc kinh thánh của tuần này. Con không được lạm dụng danh của Jehovah, Đức Chúa Trời của con, vì Đức Jehovah sẽ không dung tha kẻ lạm dụng danh Ngài. So Khôi will share with us the third commandment today. Let's all open the Bible and follow the reading in Deuteronomy 5:11, that will be the key verse for today as well. You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Và xin mời Hội Thánh cùng ngồi, và xin mời Mục sư Khôi và cô Yến. Nếu quý vị không muốn tôi hát, nghe tôi hát mỗi tuần thì quý vị phải đứng lên ngợi khen Chúa thế tôi. If you don't want to hear me sing every week, then you have to stand then praise God to replace me. Chúng ta sau 3 tuần thì giờ chúng ta trở lại học về 10 điều răn của Chúa tiếp tục ha, tới điều răn thứ 3. And after 3 weeks, now we're coming back to the topic of 10 commandments, and this week we'll learn about the third commandment. Tôi có suy nghĩ như thế này, nếu mà tất cả mọi người trên thế giới đều vâng theo 10 điều răn của Chúa đó thì thế giới sẽ ra như thế nào? And sometimes I think about this, and I think that what if everyone in the world will everyone will come follow or obey the 10 commandments of God? Then how would the world turn out? Tôi đoán trong vòng một vài tuần lễ thôi, thế giới này sẽ hoàn toàn không, chúng ta không có nhận ra nó nữa. And I guess after a few weeks, if everyone obey the 10 commandments, then we wouldn't recognize the world anymore. It will change a lot. Không còn ăn trộm ăn cướp nữa. There will be no robbery, no thieves. Không còn giết nhau nữa. No murderer. Không có sự gian dâm dối trá nữa. No adultery. Con cái sẽ biết kính trọng cha mẹ. Children will respect their parents more. Ai cũng nói thật hết, từ cho chính quyền xuống cho tới ông chủ của mình, cho tới nhân viên, ai cũng không có ai nói dối nữa. And everyone will be honest, from the government to the employees, to the employers, the employees, everyone will tell the truth. Ai cũng thỏa lòng hết trơn, không ai mà nhìn qua cái đồ của người bên kia hay là vợ chồng người ta mà bắt đầu ngó mà để ý thèm muốn nữa. And everyone will be content. No one will turn around, look at other people's possessions or other people's family and start comparing between each other. Ủa, như vậy cái điều răn thứ ba mà vừa đọc thì nó có giá trị gì? Tại cái điều răn thứ ba đâu có nói tới ví dụ mà mấy cái mà tôi vừa nói đâu, phải không? Then what about the third commandment? How does it relate to this? Because it doesn't relate to for people to be honest, for people to be content, for people to be, you know, to be nice, to be kind to each other. How does it relate into this situation? Mấy tuần trước chúng ta học về điều răn thứ nhất. Điều răn thứ nhất là ta là Đức Chúa Trời của con, ta đã đem ra khỏi Ai Cập là nhà nô lệ, ngoài ta các con không được thờ thần nào khác. Thứ nhất là phải thờ một mình Chúa mà thôi. And in the first commandment, it said that I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. So the first commandment is about serving God only. Cái điều răn thứ hai là không được thờ hình tượng, không được làm nên tượng của Chúa để thờ. And the second commandment is that you shall not make yourself an image, so that it's not, you can't make a statue or anything for God. Bây giờ tới điều răn thứ ba, hồi nãy chúng ta vừa nghe đọc rồi đó. Con không được lạm dụng. Cái bản dịch cũ nói là lấy danh Chúa làm chơi. Không được lạm dụng danh của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của con, vì Giê-hô-va, Đức Chúa Trời sẽ không dung tha kẻ lạm dụng danh của Ngài. So today we'll come to the third commandment. It said, "You shall not misuse my name, the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name." So in other translation, it say, "You shall not use it in vain." Yeah. Okay. Bây giờ chúng ta chưa học tới điều răn nói dối, nhưng mà bữa nay tôi hỏi này là không được ai nói dối nha. But we haven't learned about the commandment that
forbid us to lie, but can I ask you something and you're not allowed to lie this time? Ai đã từng mở miệng ra kêu trời ơi? Has anyone actually said the words oh my god before? Okay, vậy là mình chúng ta phạm hết điều răn thứ ba rồi phải không? Có phải không? So we all here committed the third commandment already. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ suy cảm chung quanh có phải kêu trời ơi là phạm hay không? Phạm với điều răn thứ ba hay không ha? And let's look into this and see that if we are all misuse the name of God. Nhưng mà thật ra điều răn thứ ba này một cái điều răn rất là lớn và chúng ta sẽ suy cảm với nhau chuyện hôm nay nó như thế nào. So let's dig into this and see what is the meaning of the third commandment. Nãy chúng ta nói răn thứ nhất á, là dạy chúng ta chỉ thờ phượng ai là người mà chúng ta phải thờ phượng. So the first commandment is about who should we worship. Cái điều răn thứ hai á, là chúng ta phải thờ phượng Chúa bằng cách nào. And the second commandment is about how should we worship him. Còn điều răn thứ ba này đó là nói cho chúng ta biết Đức Chúa Trời cái đấng mà chúng ta thờ phượng ra như thế nào mà chúng ta phải thờ phượng. And the third commandment points to who God is and the ways that, that we should and explain who God is. Thật ra chính cái điều răn kia đó là chỉ về hay là giải thích điều răn thứ ba. So the other nine commandments, it actually point out to explain the meaning of the third commandment. Tại sao tôi nói như vậy? Bây giờ chúng ta cùng nhau theo dõi nha. And let's look into it and see why did I say that. Ngoài trước đó tôi có ba câu đố cho mọi người. But before that, I have three quiz for you. Ai biết người này là ai? Tên gì? Cái người mà có cái tên này là ai? Do you know who this person is? Người này tên là gì? Marion Robert Morrison. Các ai biết không? Does anyone know who this person is? Richard, do you know? No. You don't. You know him. Đó là tên thật của ông tài tử cao bồi nổi tiếng của thế giới, tên là John Wayne. So this is the real name of John Wayne, who is a famous actor, a famous cowboy. Okay, các mấy người trẻ không có biết người này, rồi tại tôi thử cái người kế tiếp ha. This one you might not know, Richard. Who knows the name of this guy? Minh Hưng. Does anyone know who this person is? Richard, you might not know this guy. And yeah. Trev. Oh, very good. Đó là tên thật của người ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam phải không? Tên là Đàm Vĩnh Hưng. So this is the real name of the really famous singer in Vietnam. Okay, cái người nào mà biết cái kế tiếp này là đáng được đi dẫn ăn phở lắm đó nha. Okay, cái cuối cùng. Người nào tên là Stephanie Joanne Angelina Germanotta? Ai biết? Do you know this person? Well, I'm glad you don't, because nếu không là tốn tiền phở rồi. I'm glad you don't, because otherwise I have to take you to eat pho. Well, người này chính là Lady Gaga, người ca sĩ nổi tiếng gần như nhất thế giới ngày hiện nay. So this is the real name of Lady Gaga, who's the most a really famous singer in the world. Cho nên tại sao tôi thắc mắc là tại sao người ta hay đổi tên như vậy? And sometimes I wonder why do people have to change their name. Tôi nghĩ cái cô này mà cổ không đổi tên của cổ chắc cổ không có nổi tiếng được đâu. And especially for this lady, I think if she didn't change her name, she wouldn't be this famous. Cho nên quý vị ở đây mà muốn nổi tiếng thì có thể cần phải kiếm cái tên nào khác. Bảo Yến làm sao mà nổi tiếng được không? Okay. So if you want to be famous, maybe you need to look for another name. Như vậy ở trong cái tên của chúng ta nó có một cái sức mạnh nào đó mà tôi muốn nói với quý vị. So there is something about our name. There is the power underneath the name that I want to explain to you today. Chuyện của Romeo and Juliet của Shakespeare có viết cái câu này tôi dịch nha, chứ không phải là sách dịch nha, nên nó dễ quý vị thông cảm, nhưng mà trong tiếng Anh thì nói như vậy. So this is one of the sentences in the story of Romeo and Juliet. Cái câu đó ổng nói như thế này: điều gì ở trong một cái tên gọi hoa hồng bằng tên nào khác thì hương hồng vẫn ngọt ngào thế thôi. So Shakespeare says, what was in a name that which we call a rose by any other name would smell just as sweet.
cái tên nó có giá trị gì để mà chúng ta nghĩ cái tên một người hay một cái vật gì nó có giá trị gì? What do you think about a name? What value or what power does the name hold within itself? Well, ông Shakespeare ông nói là cái tên không có quan trọng. Cái quan tất ra nó chỉ là chỉ tới cái giá trị hay là cái gì đó của cái người hay cái vật đó mà thôi. So according to Shakespeare, he said that the name is not that important, but the name they use the name to point out to a object or a person, the value of that person. Trong thời của người Hebrew mà chúng ta đang đọc trọn Kinh Thánh mà cái điều răng này cho đó thì là cái tên có ý nghĩa rất là quan trọng ở trong thời đó tại vì nó thể hiện cái người đó là người như thế nào. So under the back in the old day under the Israelite culture the name is really important because it bring in there's a meaning in the name. Ngày hôm nay cũng còn như vậy. Bây giờ tôi để một số tên trên đây ha. Quý vị đọc cái tên này là quý vị có cái có thể có cái cảm xúc nào hay là có một cái nhận định nào đó về những cái tên mà chúng ta có này. And even to today, I'll list out a few names and to see how do you feel when you see this name. Phải không? Ở trong cái tên nó có cái sức mạnh chứ. Còn hồi đó giờ cách đây mà tôi nghĩ đoán chừng khoảng 5 năm, 10 năm, quý vị nghe cái chữ Donald Trump, quý vị đâu có một vài người biết tin tức thì có thể. Còn bây giờ nó khác hẳn rồi, phải không? So the name it actually holds some power in it. Back in a few years ago, 5-10 years ago, when you heard about Donald Trump, you wouldn't feel as strong like the power in his name compared to today. Quý vị có bao giờ suy nghĩ cái tên của mình á là từ đâu nó ra không? Have you ever think about your name? Why do you have that name? Cái tên của mình á, người ta biết đến mình qua cái tên của mình. So people know you through your name, right? Nếu quý vị không có tên thì như thế nào? Người ta sẽ gọi mình như thế nào? Imagine if you have no name, then what would people call you? Tôi bước vào nhà hàng á, nhất là những cái nhà hàng mà tôi quen thường á, thì tôi thích biết tên của người chạy bàn. Tôi cảm thấy mỗi lần mà tôi bước vào cái nhà hàng mà cái người chạy bàn mà tôi kêu bằng tên của họ thì họ thích hơn là có người kêu là hay chạy bàn hay cháu là con em lại đây mà kêu là chị Hiền chị cho xin thêm một chút hành được không, nó khác hẳn. So when I go to restaurants I often want to know the waiter or the waitress name because when I call them by their name it make them feel different. Rather than to call them, hey waiter or waitress, can you come? If I call their name, they feel better. Ở trong cái thế giới mà chúng ta đang nói của người Hebrew là khi mà họ kêu tên của một ông thần nào đó, thì là cái người đó muốn một cái sự đáp ứng của vị thần đó trong cái chuyện gì đó mà họ muốn. Under the Hebrew culture or their time, when they called God's name. This means that they long for a response from that God. Có ai biết thần Ba Anh mà dân Do Thái thường hay thờ rồi bị chúa cự đó là thần đó là thần gì không? Do you know the God Baal God? Under the Israelite time, do you know who that God is? Quý vị biết tại sao họ thờ thần đó không và tại sao cái ông thần đó là thần gì không? Do you know why that they worship that God and who that God is? Cái thời đó thần Ba Anh là thần mưa. Cho nên mỗi lần mà họ bị hạn hán họ là họ thờ ông thần đó để cho mưa nó tiếp tục xuống. Chứ thôi là mình bị hạn hán đó. So Baal is the god of rain. So every time the Israelites face the drought, they will pray to that god and ask for the rain to come. Còn cái nữ thần mà kế Ba Anh là thần Asherah đó là thần thần về sinh sản. And the next god is Asherah. It is the goddess of fertility. Cho nên nếu mà muốn có lúa mùa màng mà nó mọc tốt á thì đi lại cúng thần Asherah. And if you want your to have a to cultivate and to have a good amount of wheat or amount of crops in your time, then you come and worship and pray to Asherah.
Cho nên khi mà người Do Thái họ kêu tên của Chúa đó, hay Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời đó, thì là họ cũng có cái ý là họ kêu cái đấng là đấng như thế nào. So that's why when God when the Israelite call God and or give God the name, it means that they has the meaning under that name for God. Đức Chúa Trời là ai đối với họ? Đức Giê-hô-va là ai đối với họ? So when they call God, what do you think who God is to them? Ai nhớ rằng họ bắt đầu từ khi nào mới kêu danh của Chúa? Do you remember since when that then the Israelites started to calling God name? Trước đó họ đâu biết Chúa là ai đâu. So they don't really know who God is before. Có phải là lúc mà Môi-se được Chúa bảo cho Môi-se biết ta là ai không? Thì Chúa mới nói ta là Đức Chúa Trời mà đã cứu người ra khỏi nô lệ suốt 400 năm Ai Cập tại đó. Cho nên đối với họ khi họ kêu danh của Chúa là đấng đã cứu chuộc họ ra khỏi sự nô lệ. So before that they don't really know who God is until God told Moses his name and God said that he told Moses who he is and he was the one that saved the Israelites from the slavery in Egypt, and that's when the Israelites called him. It means that they asked for salvation because God had saved them. Cho nên ở trong suốt giấy tôi ký nói như thế này, Chúa nói như thế này: sở dĩ ta để ngươi sống là để ngươi thấy được quyền năng của ta và để danh ta được truyền ra khắp đất. Họ được sống để họ biết đến danh của Chúa và mọi người khác trên đất này biết đến danh của Ngài. So that's why in Exodus God say, but I have spared you for this very purpose, that I may show you my power and that my name might be proclaimed in all the earth. So the purpose for them is just to proclaim God's name to the people around the world. Quý vị hiểu ý tới đây rồi không? Có nghĩa là cái tên khi mình gọi nó có cái ý nghĩa gì đối với mình. So you understand this point, right? So the name is there's a meaning under the name and what is that meaning to you as well? Ở trong hội thánh chúng ta có vài người có tên mà khi mà tôi đi ngoài đường mà tôi nghe ai nói cái tên đó là tôi nhớ tới cái người đó liền. Và mỗi lần mà nghe cái tên của người đó là tôi nghĩ rằng cái người mang tên đó đều có cái tánh giống cái người tôi biết hết. So each and everyone in our church, we all have a name. And for me, sometimes when I walk in the street and if I heard someone call on to some other people that name, and that name give me the impressions, and sometimes that I would think that the person who have the same name would have the same personalities as well. Giờ tôi nói từng vài tên quý vị suy nghĩ coi quý vị nó liên tưởng tới gì nha. So I will tell you some names and then to see like what do you think, who would you think about that name? Cô Thấm. What about Auntie Thấm? Đâu ai trong hội thánh chúng ta nhớ cô Thấm về làng đâu phải không? Mà nhớ tới chè phải không? Nhớ tới đồ ngọt phải không? So when we talk about Auntie Thấm, we'll think about the dessert or the sweet things that she made for our church, right? Nói tới Vững thì chúng ta nghĩ tới gì? So what about Vincent? What do you talk about Vincent? What do you think about? Cách đây vài năm chả có ý nghĩa gì đối với tôi hết. A few years ago, this name means nothing to me. Bây giờ đi đâu tôi quay qua chuyện gì tôi cũng phải suy nghĩ là ồ Vững chắc làm được chuyện đó, nhờ Vững làm. But now when I walk around or anything that I face, I would think, Vincent can help me with this. Khi mà nói tới Đức Chúa Trời, ông trời, thượng đế, Jehovah thì cái tên nó có nghĩa gì với chúng ta vậy? Then when we talk about God, Jehovah, what does the name, what's God's name mean to us? Cho nên chúng ta hiểu cái tên nó có cái giá trị mật thiết đối với chúng ta, thì như vậy cái điều răn thứ ba này có ý nghĩa gì với chúng ta? So then we understand the meaning or the power of the name. Then what does it mean about what is the meaning of the third commandment that God has given us? Lấy danh Chúa làm chơi hay là lạm dụng danh Chúa có nghĩa gì? So use God's name in vain or misuse His name, what does it mean? Điều răn thứ ba nói rằng con không được lạm dụng danh của Jehovah Đức Chúa Trời con, vì Jehovah Đức Chúa Trời sẽ không dung tha kẻ lạm dụng danh Ngài. So in the third commandment it says, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name. Có một số người hiểu cái điều răn này một cách rất là đơn sơ, cho nên nghĩ rằng cái tên của Chúa đó là không được nói ra, tại nói ra sợ phạm tội.
So, so some people think about this is really simple. They think that once it, you say God's name or you use God's name, it means that you committed a sin. Nhưng mà thời Do Thái ngày xưa có nói tới ba, có vài điểm mà ba điều mà chúng ta có thể phạm khi mà chúng ta đụng tới danh của Chúa. But under the Hebrew culture or back in the day, there is three points that but that's when you use God's name, you committed a sin. Cái điều đầu tiên mà chúng ta làm thường nhất á, là chúng ta thường dùng cái danh của Chúa, cái tên của Chúa giống như một cái từ để cái từ lót vậy đó, để những cái câu mà chúng ta bực hay là chửi ai đó thì chúng ta để cái chữ đó vào, hay là nó để thể hiện cái sự bực bội chúng ta thì chúng ta để cái chữ đó vào. So in the first scenario is that when you use his name to express your feeling, like when you're annoyed or when you are angry, that you start using his name to express your feeling. Nhưng mà ở trong thời Hebrew thì nói tới ba điểm này. But under the Hebrew time, that they this is what they mean. There's three points. Chúng ta lạm dụng danh Chúa khi chúng ta dùng chỉ trời mà thề hay hứa hẹn mà không giữ lời. So we misuse God's name when we're making an oath or promise that we cannot keep. Cái thứ hai là trà trộn danh của Chúa cùng với những cái sự tôn kính, quý trọng, thờ những cái tà thần khác. The second point is when you mixing the acts of worshiping God with other false god. Còn cái thứ ba là mượn danh của Chúa để cho mình có lợi. The third point is that using God's name for your own benefit. Vậy trong cái thời này của chúng ta thì nó còn như vậy không? Chúng ta có thể phạm những cái điều ăn thứ ba này như thế nào? But what about our time? How can we commit it under the sin under the third commandment? Cho nên tôi đề nghị tới cái chỗ này là cái chỗ ba cái mà chúng ta cẩn thận khéo một chút xíu. So this is what I suggest that we should be careful when we are facing this situation. Đó là khi chúng ta dùng cái chữ trời ơi. This is when we use the word oh my God. Tôi trong tiếng ở tại xứ Úc này thành ra tiếng Anh được dùng nhiều hơn. Tôi đã từng nghe những người Việt Nam luôn chứ không phải người Úc không, mà là dùng cái chữ mà oh my God, or God damn it, or Jesus Christ ở trong cái ngôn ngữ để bày tỏ cái biểu lộ cái cảm xúc của mình. And because I live in Australia, I would heard like how people express this more in English, like how do they use the word oh my God, God damn it, Jesus or Jesus Christ to express their disappointment or express their angry, their anger. Cái cách mà để nói này cách nhanh nhất là như thế này. Quý vị suy nghĩ tên của mẹ mình đi. It's easier to explain this is when you think about your mother's name. Trong lúc mà quý bạn đang chửi lộn với ai, bực bội hay tức tối, quý vị có đem tên của mẹ mình ra làm như vậy không? So when you're in a fight with someone else, like when you're angry with someone else, would you use your mother's name in this in under that situation? Và nếu mà chúng ta không sẵn sàng làm cái đó với tên của mẹ mình thì tại sao chúng ta lại mượn danh của ông trời đem ra để dùng một cách như vậy? So if you're not willing to use your mom's name under that kind of situation, then why would you use God's name when you're facing that situation? Cho nên chúng ta ở trong xứ tự do ngày hôm nay, cái gì nói cũng được, tôi ở xứ mà gọi là tự do ngôn luận này, muốn nói gì nói, tôi có quyền, tôi muốn nói gì tôi nói á, thì chúng ta phải hơi khéo một chút ở trong câu kinh thánh mà tôi để trên bảng cho quý vị xem. So especially when we are in a free country where like you can say anything, you allow, it's a free speech and you can say anything, then you need to be careful when with your words. Matthew nói như thế này, nhưng ta bảo các ngươi trong ngày phán xét, người ta sẽ phải khai trình mọi lời nói mà không có suy nghĩ đến, không có cẩn thận lời nói mình, không có uống lưỡi bảy lần nói những lời vô ích ra, thì phải trả lời cho những cái đó. So under Matthew say, but I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken. Okay, cách thứ hai ha. Cái cách thứ hai mà chúng ta có thể phạm tới điều răn này á là như thế này. So there's a second scenario where you might commit the sin. Đó là chúng ta tìm cách để xây dựng cái cho mình nổi bật lên, làm cho tên tuổi của mình, mặt mũi mình nổi tiếng, đem vinh quang về cho mình thay vì cho Chúa.
So the second point is that you misuse God's name to build or to seek your own glory, to bring benefits to you rather than to God. Và đối với Chúa đấng mà dựng nên cả vũ trụ này và tất cả chúng ta ở đó, thì Chúa có một cái điều này mà Chúa đặt cái gọi là cái nguyên tắc này vào trong đời sống của chúng ta, đó là mọi vinh hiển, mọi sự tôn cao là phải dành cho cái đấng dựng nên chúng ta. Chúng ta không có được làm việc đó. So with God, who has created the whole world, the whole universe, He has these rules for our life. For our life is that everything that we do, everything in our life is to bring glory to Him. Nào, trong cái bản tánh kiêu ngạo riêng của tôi đó, khi tôi nghe câu nói, bộ Chúa không có ai khen Chúa, sao Chúa đòi cả nhân loại phải khen Chúa? Rồi Chúa không ai khen Chúa, Chúa buồn á, sao? Tại sao Chúa đòi hỏi chúng ta phải ca tụng? Tại sao tôi được dựng nên là để thờ phượng và đem vinh hiển về cho Chúa? Tại sao vậy? So for such a prideful or proud person like me, then maybe we would ask why we have to bring glory to us, why everything we do, why do we have to, everything has to be because of Him, have to be for Him and bring glory to Him. Có một dịp nào chúng ta sẽ bàn nó thêm, nhưng mà đây là cái nguyên tắc này Chúa nói. Khi mà chúng ta quy vinh hiển về cho Chúa đó, thì Chúa sẽ ban vinh hiển cho chúng ta, nâng chúng ta lên. So this is actually what, this is the rules. That is that when we start bringing the glory to God, or things that we do is just to bring glory to Him, then He will bring glory to us. Và bởi vì Chúa là đấng dựng nên muôn sự, và danh của Chúa là danh có trên mọi cái thứ trên vũ trụ mọi người ấy, thì Chúa không nhường cái danh đó cho một ai mạo danh của Chúa tại đó. And because He is the creator of all things, and His name is upon all things, then He wouldn't allow anyone to misuse His name. Một người con mà nói với cha của mình, hay với ba mẹ, hay với dòng họ của mình ấy, là con hơn cha, là có phúc không? Dịch nói không? Ở trong ngôn ngữ chúng ta, khi chúng ta con hơn cha là nhà có phúc á, là cái nói của từ bên trên nói xuống. Còn thằng con á, mà chạy vòng vòng á, là con hơn ba á, nói khác rồi nha. Hiểu không? So under our culture, when we say that it is a blessing for our children to be better or to be better than us, it's different than for that children to run around and be prideful and say that I'm better than my father. That is different. Cái vấn đề đó là vấn đề khi mà con người dựng nên tháp Ba Bên á. Khi con người dựng tháp Ba Bên thì họ nói cái gì mà làm cho Đức Chúa Trời phải tản lạc con người ra khắp đất. So what happened? Remember the story of the Babel Tower of Babel. Tower of Babel. What happened? What did the human being say to make God to scatter them everywhere on the earth? Do you remember? Họ nói như thế này: nào ta hãy xây cho mình một cái thành và dựng một tháp có đỉnh cao đến tận trời để chúng ta được nổi danh và không bị tản lạc khắp mặt đất. This is what human beings said back in the day. Then they said, come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens so that we may make the name for ourselves. Otherwise, we'll be scattered over the face of the whole earth. Cho tôi hỏi quý vị câu hỏi này nha. Những cái công việc làm chúng ta đang làm, những cái xây dựng, những cái tiết kiệm, những cái nhà, những cái tài sản chúng ta đang có, những cái kiến thức chúng ta có, chúng ta đang xây nó lên cho danh của ai vậy? So let me ask you a question. With all your possessions, all your earnings, your studies, or anything that you have, you try to build in our life, in your life, who are you building it for? Chúa nói Chúa là đấng, Đức Chúa Trời mà chúng ta phải thờ phượng là đấng chống cự những kẻ kiêu ngạo. So God said that He is our God. He is the one that against the prideful or the proud people. Okay, bây giờ cái thứ ba ha, là không lạm dụng hay không làm chơi. Nhưng mà ở đây có nói với chúng ta cái việc là chúng ta có thể
tận dụng danh của Chúa. Tôi sẽ thích đó. So the third point is that don't misuse or use His name in vain, but make full use of God's name as He taught. Cái slide đó trật chỗ rồi. Để tôi nói cái đó. Để tôi giải thích như thế này. So let chúng ta me đọc, explain to you. Chúng ta đọc 10 điều răng, điều răng cấm nghe những điều cấm không phải không? So when we read the Ten Commandments, we will see that this is the things that you forbid. He forbid us to do this and do that. So you can see all the forbidden things, right? Nhưng mà tôi muốn quý vị đọc cái điều răn thứ ba này bằng một cái cách nhìn khác. But I want you to read this third commandments in a different perspective. Khi Chúa nói không dùng danh Chúa hay lạm dụng danh Chúa, có nghĩa là Chúa không phải cấm chúng ta nói cái chữ trời ơi. So when God said that don't misuse His name or use His name in vain, doesn't mean that He stop us or forbid us to say the word Oh my God. Nhưng mà dùng danh Chúa cái chữ trời ơi để làm việc gì? But this is how you should use the word Oh my God. Tại vì Kinh Thánh có nhiều chỗ dạy chúng ta là chúng ta kêu trời đi. Because there is a lot of places in the Bible teach us to ask us to call God's name. Roma, Phaolô nhắc lại chúng ta là gì? Ai mà kêu cầu danh của Chúa thì người đó sẽ được cứu. So in Roma, how did Paul taught us? He asked us that whoever call his God's name will be saved. Cho nên điều răn thứ ba này nói là không phải là chúng ta không kêu danh của Chúa, nhưng mà nói rằng phải cẩn thận cái cách chúng ta dùng thôi. Nhưng mà khi mà đúng cách như Chúa dạy chúng ta rồi ấy, thì kêu cầu danh của Chúa thì chúng ta được phước. So in the third commandment, God didn't forbid us to use His name, but how should we use His name? If we use His name in the right way, when we use His name when we needed Him to ask Him to help us, then He would come to us. Và cả Kinh Thánh chúng ta danh của Chúa có nhiều danh lắm phải không? Mà chúng ta được kêu gọi để kêu cầu cái danh đó. And in the whole Bible, there's a lot of names for God, and we are taught to call upon His name. Chúa là đấng quyền năng. So He is the powerful God. Chúa là Cha đời đời. He is the everlasting Father. Chúa là gì? Đấng chăn chiên hả? So He said that He is the Shepherd. Chúa là vua. He is a King. Chúa là vần đá. So He is the rock. The real rock, not the rock of của Hollywood. Chữa lành, đấng chữa lành. And so He is the healer as well. Đấng quan phòng. He is the provider. Đấng hoàng tử của hòa bình. So He says He's the Prince of Peace. Đấng thánh. He's the Holy One. Đấng sáng tạo. He's the creator of all the earth. Đấng cứu chuộc chúng ta về. He's the redeemer of our life. Và Đức Chúa Trời chí cao. And He is the Most High God. Và có lần tôi chia sẻ với quý vị, có một lần có một người phụ nữ nô lệ da đen không phải là dân Do Thái mà dám đặt danh cho Chúa. And there's a story in the Bible I have told you before. There's a woman who is a slave who is not the Israelite, and she dared to give God a name. Có ai nhớ cô đặt tên cho Chúa là gì khi mà Chúa đói đến cô giữa lúc cô chạy trốn trong sa mạc không? Mà tưởng là chết rồi không? Khi Chúa đói đến thì cô đặt cái tên cho Chúa. Người duy nhất trong Kinh Thánh đặt giơ tên cho Chúa. And she's the only one in the Bible who give God a name. Remember when she has to run away in the desert? Do you remember when God have asked? She asked God to save her. Do you remember her Anh name? Anh Vững, tên gì? Cảm ơn Vững, đúng rồi. Đức Chúa Trời đấng thấy tôi đói xem thấy tôi. And he thanks to Vincent. That's his name. She said that God is the God who sees. He sees me. Cái chữ trong tiếng Hebrew là El Roy, Đức Đấng mà thấy được cái sự đau khổ của tôi. So in Hebrews, mean El Roy is mean God who can see my suffering. Ở trong Kinh Thánh, ở trong Thi Thiên đoạn 8 câu 1 có nói câu này: Lạy Đức Giê-hô-va Chúa. Đức Giê-hô-va là Chúa của con, danh Chúa vang lừng trên khắp đất biết bao. So in Psalm 31 it says, Oh Lord, your Lord, how majestic is your name in all the earth. Cho nên
như vậy, danh của Chúa là như vậy, thì như vậy chúng ta phạm vào điều, hay là cái không phải phạm mà là cái sự trừng phạt hay là cái hình phạt khi chúng ta lạm danh Chúa là cái gì? So then once you misuse God's word, then what is the penalty for misusing his name? Và trong từ này nói là Chúa sẽ không có buông tha người đó, Chúa sẽ không có tha tội người đó. So in this situation that God will not hold anyone guilty for misusing his name. Okay, có người nào mà đã lỡ xài danh Chúa kiểu đó rồi là Chúa sẽ không tha, không tha tội người đó. So does it mean that if there's some, in some situation that you misuse his name, does it mean that he will not hold you guiltless anymore? Như vậy hồi nãy mấy người mà đưa tay là tiêu hết rồi. So we are gonna be punished. Everyone in our church, everyone who raised their name will be punished. Ai mà há miệng lên kêu trời ơi, không phải để cầu nguyện hay cầu xin Chúa cứu giúp, mà là chỉ để chửi thằng hàng xóm thôi đó, là chửi tại vì giá cả nó lên hay là gì đó, thì vậy tiêu hết trơn rồi phải không? So it doesn't mean that when you misuse a word or when you use his name to express your anger and you use it to curse your neighbor or to anyone, that doesn't mean that that mean that God will punish you. Không ai trong quý vị mà làm trọn điều răn thứ ba này cả. So, and I believe that no one has not committed this the sin against this third commandment. Tôi và cô Yến cũng không có làm trọn được cái điều răn thứ ba này. Even me and Yen will still commit the sin under this commandment. Nhưng có một đấng đã từng làm trọn điều răn thứ ba này rồi. And but there is a person who has accomplished this. Và đấng đó đã sống trọn cuộc đời của mình giữ vững điều răn thứ ba này. And for all his life he has keep the father commandment. Đấng đó tên gì? Do you know him? Chúa Giêsu khi đến thế gian này mang tên Giêsu đã sống trọn, làm trọn được cái điều răn thứ ba này. So when Jesus come to the earth, he has lived a life perfectly according to this third commandment. Tôi có một câu đố cho những ai có thể suy ra được việc này. Chúa Giêsu gọi Đức Chúa Trời là gì trong suốt cuộc đời của mình ở trên đất này? So there's a quiz for you. What did Jesus call God for in the whole of his life under when he come to the earth? Các anh biết không? Là Cha, đúng rồi, cảm ơn cô Thủy. Đức Chúa Giêsu luôn gọi Đức Chúa Trời là Cha của mình. Yeah, so Jesus always called God his father. Nhưng mà có một lần trong cuộc đời của Đức Chúa Giêsu không gọi Đức Chúa Trời là Cha. But there is one time in Jesus' life that Jesus didn't call God father. Các ai biết chuyện đó không? Do you know that story? Do you know when? Khi mà Chúa Giêsu bị treo trên cây thập tự giá đó, thì cái mối quan hệ cha con đó không còn nữa. Và cái câu duy nhất mà Đức Chúa Giêsu có thể thốt ra trong cái sự đau đớn đó, trong giữa lúc đó, là Đức Chúa Trời của tôi ơi, sao Ngài lại lìa bỏ tôi? So this is when Jesus was hanged on the cross, when the relationship was broken, his relationship with God was broken, so he couldn't call God Father anymore, but instead he called God, my God, why did you forbidden me? Cho nên vì cái việc mà Chúa Giêsu chết trên cây thập tự giá đó mà nó mở một con đường cho chúng ta để chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời ở một cái mối quan hệ hơn chỉ là ông trời thôi, mà bây giờ chúng ta có thể gọi là lạy Cha của chúng con ở trên trời như Chúa Giêsu dạy. And because of Jesus' death, because he was hanging on the cross, he opened a new way and a new a door for us to reconcile our relationship with God. So then our relationship with God is not only between us and God only, but now we can call him our Father in heaven. Và đây là cái điểm mà khác biệt giữa tôn giáo Cơ Đốc giáo với lại mọi tôn giáo khác ở chỗ này. And this is the difference between Christianity and other religions. Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng á không giống như các vị thần khác mà người các tôn giáo kia thờ phượng. So the God that we worship is different from other gods from other religions. Các tôn giáo khác đòi hỏi chúng ta phải leo lên, tìm đến
đấu tranh để đến gần với Thượng Đế. Other religions teach us to earn, to seek or to earn, to have to accomplish something, so in order for us to be closer to the God. Nhưng mà cái Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng là cái đấng mà đã rời cái vị trí cao đó của đấng đó đến thế gian này để có thể dẫn đường chúng ta trở về nơi với Chúa, mở cơ hội để chúng ta có thể trở về với Chúa. But the God that we worship, He has left His highest place and come to us, so then to open a way, to open a door for us, and so then we can come back to God and reconcile our relationship with God. Và trước khi tôi quý bạn chị em mà hiểu được việc này của Chúa, hay là nghe tới hay biết về chuyện này đó, thì Đức Chúa Trời đã sai con của Ngài đến thế gian này và hy sinh đứa con đó để chuẩn bị một con đường để một ngày nào đó quý vị có thể há miệng ra và đón nhận điều đó. And before we know God, before we come to know Him, God already asked His Son to come to us and die for our sin, and so then open a way for us to an opportunity for us to come back to Him. Ai cảm ơn Quỳnh Anh, thành ra tôi có cái bức tranh này ở trong phòng của tôi. Cái bức tranh này của một tác giả, của một họa sĩ tên là Rembrandt vẽ bức tranh này. Cái bức tranh này đáng trị giá mấy trăm triệu đô. And thanks to Quỳnh Anh that I can have this painting in my office now. This is a really famous painting of the artist called Rembrandt. Tiếc là Quỳnh Anh không có lấy cái bức tranh, cái bản gốc, mà bản này bản chụp lại thôi. Unfortunately that she couldn't get the original painting, but she can only get the copy one. Nhưng mà cái câu chuyện của người đứa con trai hay trở về nó liên kết với một câu kinh thánh trong Esai mà tôi thấy rất là tuyệt vời. Tôi muốn chúng ta cùng lắng nghe cái câu kinh thánh này. So this is the story of the prodigal son, and this is how it linked to one of the verse in Isaiah. Nhớ nha, cái này là cái Đức Chúa Trời từ nơi của Ngài nói điều này ra, tuyên điều này, phán điều này ra. So this is God who in the he was sitting in the highest place and he said this to us. Ta sẽ bảo phương Bắc rằng hãy buông tha, và bảo phương Nam rằng đừng cầm giữ lại. Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa xăm, đem các con gái ta về từ nơi tận cùng của cõi đất, tức là tất cả những người được gọi bằng danh ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta, ta đã tạo thành và đã làm nên họ. So God says, I will say to the north, give them up, and to the south, do not hold them back. Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Cho nên 10 điều răn á mà được ban ra chúng ta không phải chỉ nói chúng ta cần phải làm điều gì, mà nó nói cho chúng ta biết chúng ta là ai. So with the 10 commandments, it's not only tell us what need to be like what we should do, but it also tell us that what does it mean to us. Chúa nói là ta là cha của con, ta đã cứu con, đừng có đem danh ta ra làm chơi. So God says, I'm your father, I save you, then don't use my name in vain. Mà nếu chúng ta không đem cha tên của ba mình hay là của mẹ mình ra làm chơi á, thì chúng ta cần suy nghĩ lại cái đấng mà đã cứu chuộc chúng ta. Chúng ta có nên làm điều đó hay không? And if you're not willing to use your father or your mother's name in vain, then you should think about the one God, the one who has saved you. Should you misuse His name? Điểm cuối cùng tôi muốn nói với quý vị, như thế thì làm thế nào để chúng ta giữ điều răn thứ ba, không phạm nó nhưng mà làm sao giữ được nó? And so the last point is I will tell you how to keep the third commandment. Tôi đề nghị nó là như thế này, đó là tin cậy vào trong danh của Chúa. This is believe in His name. Chúng ta sống trong cái thời kỳ rất là nhiều biến chuyển thay đổi trong thế giới chúng ta. So we live in the world where things changes quickly. Bữa nay chúng ta nói nhiều về bệnh dịch và những cái ảnh hưởng của nó bên Việt Nam. So today we talk about the pandemics and its effects in Vietnam. Tôi nhìn mấy cái tấm hình mà của
những người nông công nhân ở Sài Gòn mà phải đi bộ, đi không ra từng đoàn đoàn người rời khỏi Sài Gòn để đi về quê để mới có ăn đó, thì tôi không khỏi động lòng khi thấy những cái cảnh như thế. So it touched my heart a lot when I get to see the photos of the worker in Vietnam where they have to leave the city and they have to walk or they have to ride their motorbike to go back to their hometown in order for them to have food. Tôi có cảm giác tôi muốn nói với họ một cái việc mà khi tôi nhìn họ, tôi nhận ra những cái người mà dơ dơ rồi nghèo nghèo rồi khó khăn đó, Chúa cũng thương họ giống Chúa thương tôi mà thôi. And when I see that pictures, that photos, I really want to tell these people that even though like, you know, like when sometimes when you see people that you think they are poor, they are unclean, but that God loves them the same. I want to say to them that God loves them the same as He has loved me. Cho nên nếu chúng ta muốn giữ điều răn thứ ba thì chúng ta nên tin cậy vào danh của Chúa. Danh của Chúa là sự yêu thương và chúng ta nên sống bằng cái tình yêu thương đó. And for us, in order for us to keep the third commandment, then we need to trust in His name. His name is He is the God of love. He is a merciful God, and we should live upon to that when we believe in His name. Càng ngày càng lớn tuổi thì tôi càng học được cái bài học mà của câu Kinh Thánh bên trên này càng sâu hơn. And as I grow older, I'll understand more about the verse in Psalm 38. Những người trẻ đó, tôi đoán là quý mấy em hay mấy cháu từ từ sẽ cũng đến cái điểm mà tôi đang đứng vào thôi. And for the young people, I believe that one day you will come to the point of where I am today. Đó là với nhiều cái thất vọng của nó đến trong cuộc đời của mình. That is, there will be a lot of disappointments come to your life. Thất vọng bởi những người xung quanh và thất vọng bởi chính những gì mình đã làm ra. And disappointed, you will disappointed in the people around you or disappointed in things that you created. Nhưng mà nơi Chúa là cái neo, cái chỗ dựa, cái chỗ bảo vệ tốt nhất đời đời mà chúng ta có thể nương cậy vào. But God, He is our anchor in our is the anchor in our life. He is the shield. He is the place where we can cling on, where we can come back. Câu Kinh Thánh này ở trong Thi Thiên 84 nói như thế này: Vì Jehovah Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Jehovah sẽ ban ân điển và vinh quang. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành nào cho những người sống cuộc đời trọn vẹn. Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào tin cậy nơi Ngài. So in Psalms 30, 84, 11 to 12, it says, For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Lord Almighty, blessed is the one who trusts in you. Cho nên đó là điều răn thứ ba. Làm thế nào để giữ điều răn thứ ba? So that is the third commandment. And how do you keep the third commandment? Hãy sống xứng đáng như những người con trai, con gái của cái đấng mà đã chuộc chúng ta. So live according or worthy according to God calling for you as a son and daughter. Người ta sẽ biết các con là thuộc về Đức Chúa Trời qua cái cách mà chúng ta đối xử với nhau, với những người mà chúng ta đối diện, thấy được sự khó khăn mà họ đang đối diện. So then the people, when they look at you, they will see a God through you, and that is how that you should behave or you should treat the person who are more unfortunate than you. Trước khi chúng ta bước vào bàn tiệc thánh này là cái nơi mà nhắc chúng ta lại cái việc mà Đức Chúa Trời đã làm để chúng ta có thể gọi Đức Chúa Cha là Cha chúng ta trên trời. And before we come to the communion, this is an act of how that we will remember the one Jesus who have come to save us.
Tôi muốn quý vị trong lúc mà hai người hướng dẫn sẽ hát, chúng ta hướng dẫn hát, chúng ta hát bài hát này, chúng ta suy nghĩ tới cái danh của Chúa có nghĩa gì cho chúng ta, hay là cái chữ mà Giêsu hay là Jesus or God or trời gì đó của chúng ta chỉ là cái từ nào đó chúng ta tới nhà thờ nghe nói, hay là mấy thằng chửi lộn nghe nói bàn ra, hay là cái chữ mà chúng ta xài một cách bừa bãi, cái chữ đó có nghĩa gì trong chúng ta khi chúng ta dự tiệc thánh này. So before we come to the last song, I want everyone to think about God's name. What does it mean to you personally? What does it mean when you think about Jesus, about God? Is it just a word when you hear people around you express when they are angry, where they fight with each other? You know, like, let's think about it. Truly think about what his name really mean to you. Quý vị biết không? Kinh Thánh nói lại chúng ta trong Philip nói là một ngày nào đó đó, mọi đầu gối ở trên trời, ở trên đất, ở dưới đất này, mọi miệng lưỡi đều phải xưng Chúa Giêsu là Chúa của muôn loài. Mọi đầu gối, mọi người tin hay không tin, một ngày nào đó cái danh mà chúng ta đang thờ sẽ là cái danh trên hết mọi danh. Và chúng ta sẽ hát bài đó để ngợi khen danh của Chúa bây giờ này. And so in the Bible said, one day every knee shall bow and every tongue will confess that God is our Jesus is the Lord of Lords and his name is above all names. So every month we have a privilege to join this communion together. Là chúng ta quên đi cái ý nghĩa của nó. One of the things is once you do it so often that you may forget the meaning behind. Mà tôi cứ nhắc quý vị chuyện này hoài á, rồi quý vị cũng nhàm luôn cái chuyện nhắc của tôi. And if I keep on reminding you about this, then you become bored of what I've been saying to you. Nhưng mà chúng ta cần phải nhớ điều này là một ngày nào đó quý vị, danh của Chúa Giêsu á sẽ là cái danh mà cứu rỗi tất cả chúng ta, cái danh đó sẽ là trên muôn danh. But one day you have to remember this, one day the name of Jesus will become the name of the salvation for everyone. Tất cả chúng ta không ai hiểu cái việc mà làm thế nào con của trời đến thế gian này chết thế cho chúng ta được. Chúng ta hiểu, chúng ta nghe nói về nó, chúng ta đọc về nó, nhưng mà chúng ta hiểu được chiều sâu của nó như thế nào. And even me and everyone here, we don't fully understand the meaning why God has sent his one and only son to die for our sin. We may understand some aspect of it, some other area, but we don't fully understand the depth of why he has to come and die for our sin. Cho nên Chúa trong cái đêm cuối cùng trước khi mà Chúa bị nộp rồi bị giết á, thì Chúa Giêsu lấy hai cái thứ mà rất là thường dùng ở trong đời sống của người Do Thái lúc đó. And on the last day, on the communion day, that God had used two really simple things that the Israelites used to bring for this purpose. Tôi không biết hồi đó Chúa sanh ở Việt Nam Chúa có xài chén cơm với lại trái xoài hay gì thế không? So I was wondering if God is a Vietnamese, would he use something that really familiar for us, like a bowl of rice or like a mango to replace the bread and the grapes? Nhưng mà cái ý nghĩa của cái điều mà chúng ta sắp sửa làm chung với nhau nó mang rất là quý đối với chúng ta khi Chúa dùng hình ảnh của cái bánh mì để làm với chúng ta. And the things that we are about to do bring a really meaningful things that what we are about to do right now. Và chúng ta có thể hiểu được sự hy sinh của Chúa qua cái hình ảnh mà Chúa đưa cho chúng ta qua cái này. And through this we will understand
shamefully the sacrifice of God, why God died for our sin. Chúa nói là để cứu chúng ta đó thì thân của Chúa nó phải bị vỡ ra. Có một cái sự hy sinh xảy ra để rồi chúng ta mới được dự phần ở trong đó. And so this is what God said, that in order to save us and in order to save us, he there has to be a broken, there's a brokenness of something, just like the bread, when you break, you tear the bread, there's a brokenness in there. Cho nên chiều hôm nay khi mà chúng ta bắt đầu giữ này, tôi mời quý vị lấy một phần bánh ra, xé ra một cái bánh ở trong đó, thì chúng ta hình dung đây là chúng ta làm cái việc mà vì, suy nghĩ trong mà, vì tôi mà thân của Chúa đã phải vỡ ra. Vì tôi mà thân của Chúa đã phải vỡ ra. Trước khi chúng ta làm điều này, có thể chúng ta không có hiểu trọn hết những điều Chúa làm, chúng ta làm điều này trong cái sự suy nghĩ về cái điều mà Chúa dạy chúng ta. And as you take the bread, think about because of us, then his body was broken with tear off. And we may don't fully understand it, but this is what he has done for our sins. Đức Chúa Giêsu phán như thế này: ta là bánh của sự sống. Ai đến với ta thì chẳng hề đói. Ai tin ta thì chẳng hề khát. This is what Jesus said, that I'm the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, or whoever believes in me will never be thirsty. Rồi Chúa tiếp tục, Chúa nói chúng ta rằng ta đứng ngoài cửa mà gõ. Tấm lòng chúng ta, ai mà nghe tiếng của ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng buổi tối với người ấy và ăn bữa tối với người. And then Jesus said, here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Khi chúng ta nhận bánh này, tôi mời quý chúng ta kêu Chúa, kêu danh của Chúa. And as we take the bread, gọi danh của Chúa. To call his name. Và thưa với Chúa, con không muốn bắt đầu từ đây lạm dụng danh của Ngài hay lấy danh Ngài ra làm chơi nữa. And say to God that God, from now on, I don't want to misuse your name anymore. I don't want to use your name in vain anymore. Từ giờ phút này trở đi, những cái sự thành công của con, những cái thành quả của con muốn quy cái vinh hiển về cho danh của Chúa. Give it to you, I'll bring glory to you. Và mỗi khi con đối diện với sự thất bại, ngã lòng, chán chường, thì con sẽ kêu cầu danh của Ngài. And wherever I face a failure, I'll face disappointment, I'll face a difficulties, trials in life, and I will call your name. Rồi chúng ta cảm ơn Chúa, rồi chúng ta cùng dự. Ai chưa giữ chúng ta cứ giữ. Vì tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là trong đêm Chúa Giêsu bị phản nộp, Ngài lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra: này là thân thể ta vì các con mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Và cùng một cách ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta, hãy khi nào các con uống thì hãy làm điều này để nhớ đến ta. Vậy mỗi khi anh em ăn bánh này và uống chén này thì rao giảng sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body,
which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this, whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Chúa dùng trái nho nó có hai tác dụng. So when God used the grapes, there are two meanings underneath. Thứ nhất là nó có cái màu giống máu huyết mà Chúa phải đổ ra cho chúng ta. First thing is the color. It looks like the blood that he has shed for us. Nhưng mà để làm ra nước nho này đó, thì chúng ta có nói nhau nhiều lần phải không? Cái hạt nho này nó phải bị nghiền đi, nó phải bị chết đi, nó mới tạo ra cái nước mà chúng ta uống được. And in order for us to have the grape juice, the grapes need to be crushed, so then there will be a juice for us to drink. Cho nên khi chúng ta cầm chén này, mỗi người lấy một chén và giữ đó để chúng ta có thể cùng giữ với nhau. So when you take the cup, just keep it and then we'll have the cup together. Chúng ta nên suy nghĩ và cảm ơn, thưa với Chúa rằng xin Chúa tha thứ cho con những lần mà con không có kêu cầu danh Chúa đúng cách. Có những lần mà con kêu lấy danh Chúa ra làm chơi. It's time that we call his name just for the sake of calling his name. Và có thể nhiều lúc hơn nữa là những khi con gặp khó khăn, con gặp sự cùng đường trong đời sống con thì con không có đếm xỉa tới danh của Chúa. But when we face trials or difficulties in our life that we don't even bother to call upon his name. We don't even bother to go and look for him. Cho nên khi chúng ta cầm chén này và chúng ta cùng giữ nhau thì chúng ta hứa với Chúa ha, chúng ta hứa trong lòng với Chúa, bắt từ giờ phút này con sẽ kêu cầu danh của Ngài để Chúa có thể ngự trong đời sống của con. And as we take this cup, they will come to the Lord and say to him that from now on that we will call on your name and ask you to come to our life. Tôi tự nhủ, Đức Giê-hô-va là sản nghiệp tôi nên tôi hy vọng nơi Ngài. Đức Giê-hô-va nhân từ với những ai trông đợi Ngài, với linh hồn nào tìm kiếm Ngài. I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for him. The Lord is good to those whose hope is in him, to the one who seeks him. Tôi mời hội thánh chúng ta cùng đứng dậy. Những cái chén mà quý vị cầm trong tay là tượng trưng cho huyết của con một Đức Chúa Trời đến thế gian này chết vì tội của chúng ta. So the cup that you hold in your hands is the image of God's one and only Son who has come and died for our sin. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều Chúa đã làm cho đời sống của mình. We give thanks to God for what he has done in our life. Và nguyện danh của Chúa được sáng trong đời sống của chúng ta. And may his name will be glory in our life. Chúng ta cùng giữ. Kính lạy Chúa là đấng yêu thương chúng con. Our heavenly Father, you that are loving God. Chúng con cảm ơn Chúa vì điều Chúa đã làm cho chúng con qua con một của Ngài. We give thanks to you for what you have done in our life through your one and only Son. Chúng con cảm ơn Chúa vì bởi danh của con Ngài Chúa Giêsu Christ mà chúng con được cứu. And we give thanks to you because the Lord Jesus we are saved. Nguyện xin danh của Chúa được sáng ở trong đời sống của con cái Chúa trong hội thánh của Ngài. And may your name be glorified through your children in your church. Và để cho chúng con sống xứng đáng là được người ta thấy rằng chúng con là con trai, là con gái của Đức Chúa Trời yêu thương. And may that we through our life will live a life that through us everyone
everyone can see you through our life. Nguyện xin Chúa ở cùng quý ông bà anh chị em chúng con. And may you be with us all. Xin Chúa cho họ biết kêu cầu Chúa những khi có cần. And help them to know that you can, they can call upon your name when they needed you. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài vì sự hy sinh của Ngài cho chúng con. We thank you for for you dying on the cross for our sin. Và chúng con cầu nguyện tất cả như này trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thôi mời thánh chúng ta cùng nhau hát bài thánh ca tôn vinh chung với nhau giờ này. Nguyện Chúa ở cùng bạn chị em rời khỏi đây sống xứng đáng là con trai con gái của Đức Chúa Trời. May God bless you in this new week. Leave this place and live as sons and daughters of the God Most High. Chúa cùng với bạn chị em.